Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng và bảo quản kính áp tròng. Đây là hai mẫu kính hiện là một kính tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Anh em lấy cái mắt ở đây ra. Thế này để anh em mang đi chơi cho nó tiện này, hiệu quả này. Anh em lấy nước suối này, đổ nước suối vào đây. Đây là kính nhá, đây là mắt len này. Mình để trong nọ nước bảo quản này. Mình lấy ra thì mình sẽ lấy cái tăm bông này. Làm ướt một đợt tăm bông đi mình lấy ra. Ok. Mình lấy cái đeo. Kính nó là một lớp lụa. Đây, một lớp lụa này. Nếu các bạn đeo chiều nào cũng được. Lần đầu các bạn chưa quen thì bạn cứ nhờ một người khác. Hoặc là nếu các bạn muốn tự đeo thì các bạn cứ nhìn thẳng vào gương là được. Rồi, mình chơi xong mình lại lấy từ trong mắt ra thì mình làm ướt một đầu tăm bông rồi mình lại quệt từ trong mắt ra và mình ngâm vào lọ nước, ngâm vào nước suối sạch khoảng 1 phút, mình lại cất được vào lọ nước bảo quản. Bây giờ mình sẽ test cho anh em qua một vài mẫu bài bên nhà mình đang bán và phân phối nhé. Bài nhà mình bán và phân phối đều là bài loại 1 tấc. Anh em muốn mua hàng đảm bảo chất lượng uy tín, anh em liên hệ hai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9 để có những sản phẩm uy tín và chất lượng nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test qua rồi. Bên nhà mình thì mình giới thiệu qua rồi, bên nhà mình sẽ có bán những loại bài phổ thông như thế này. Đây là bài kim cương đỏ này, bài xanh 2K này, đây là bài cúc áo này, ok, bài 2019 này. Bài mình đều bán là bài loại 1 tấc nha anh em nhá. Bài đô vàng này, tem đỏ này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài hoa thiên lý này, bài nhựa thì bên nhà mình có một vài mẫu là bài này này, rất này, để cho anh em phục vụ anh em ở bên nước ngoài hoặc là anh em chơi xì rách xì tố. Ok, mình có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào mình bóc và kiểm tra bài cho anh em nhé. Mình đảm bảo với các bạn bài bên mình là bán là bài loại 1 tấc. Anh em mua hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bưu điện hoặc anh em ở gần thì đến tận cơ sở lấy hàng nhé. Nhà mình có hai cơ sở, một ở Sài Gòn và hai Hà Nội. Ok, tất cả bài loại 1 bóc ra này các bạn phải có tem bảo hành, tem như thế này. Ok chưa, nó đều có tem như thế này. Ok, bài chất lượng này, anh em kiểm tra bài này. Ok, bài đẹp này. Ok chưa, chất lượng bài này. Ok, vào bên mình thử cho các bạn nhé. Mình đưa kính thử này. 3 này, 7 này, 5 này, nó có cả chất các bạn nhá. Đây là 5 rô, 5 rô nó sẽ ở đây này. 4 này, 3 này, đây là 3 tem nhá. Đây là 2 tem này, chất tem nó có chất như thế này. K này, ok chưa, okay. Đó là bài thanh ca. Mình sẽ qua một vài mẫu nữa như là bài rồng đỏ đi. Ok rồi, bài rồng đỏ này, rồi bảng loại 1 hết nha các bạn nhá. Bài bao đẹp luôn này. Ok chưa, anh em cứ kiểm tra hàng. Anh em cần hàng uy tín chất lượng cứ liên hệ ai số điện thoại 0986 214 số 9 và 0989 334 số 9 và mình thử trực tiếp này. Ok, 6 này, 5 này, đây chất của nó đây, 5 rô này, 4 rô này, 3 này, áp này, áp là K này, K tép này. Ok chưa, Q này,
4 này, 4 bích này. Bích thì nó sẽ không có cái gì. Đấy, nó có chất luôn, các bạn nhìn thấy luôn này. Ok, vừa là bài đồng đỏ, mình sẽ tiếp qua bài kim cương đỏ đi. Đây. Khi các bạn mua hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như thế này nhá. Đây. Nguyên đai nguyên kiện như thế này, khoảng như thế này. Để anh em chơi. Nhà mình phân phối thêm các mặt hàng như là máy đánh bài, đồ chơi sóc đĩa, tài xỉu bầu cua, hack game trên điện thoại. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ hai số điện thoại 0986 21 4 số 9 và 0989 33 4 số 9. Để nhận những sản phẩm uy tín này, anh em kiểm tra hàng này, bài đẹp này, chất liệu bài này. Ok chưa? Bài đẹp rõ, ống rõ nào, cho bạn năm này, năm tép này, các bạn nhìn này, 6 này, quy đây, 6 bích này, đó chưa, 7 này, 10 là lỗ thập nha các bạn nhé, nó có cái 10 này, cái 9 nó sẽ là móc chìa khóa để nó phân biệt, biệt giữa 6 và 9, A2 này. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp qua bài 2019 đi. Bài 2019 này. Tất cả các bài 2019, bài xanh 2K, bài loại 1 trên thị trường hiện nay đều có cái tem như thế này. Đây là tem chống hàng giả của ngoài thị trường, tất cả các bài ngoài khóa đều nó đều có tem ký hiệu như thế này. Ok, mình có bài ra. Bài thì nó sẽ có 3 phăng. Ok chưa? Ok. Chất liệu bài này. Đây, ok chưa? Bài phải bóng để ống đẹp nhá, hai đầu đẹp này, bài xanh này. Ok. Ok, mình sẽ test cho các bạn qua bài 2019 này. Bài nhà mình đảm bảo là rõ 100% như video nhá. Ok này. Đây là mình làm video thì đôi khi nó còn hơi mờ. Các bạn mà mua trực tiếp đeo kính lens và áp tròng vào nó còn rõ 100% luôn. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? G này, 10 này, 10. Đây, 9 này. Không biết cái 9 thì nó sẽ nó làm móc chìa khóa như thế này để phân biệt cây 6. Còn đâu mọi cây nó đều như thế. Ok chưa? Cảm ơn anh em xem video. Vừa rồi mình đã test qua các mẫu bài và kính áp tròng bên cách hướng dẫn sử dụng kính áp tròng và các mẫu bài bên nhà mình đang phân phối. Anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ alo số điện thoại 0986 21 4 số 9 và 0989 33 4 số 9. Cảm ơn anh em xem video. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài mẫu bát bên nhà mình đang phân phối và bán trên thị trường nhé. Bát bên nhà mình thì nó có rất nhiều mẫu này, đa dạng chủng loại này. Bát trắng, bát nhựa trắng hoa xanh này, và bát hoa PT. Đây là những loại bát bên nhà mình này. Bát nhựa thì có nhựa, bát nhựa trắng này, bát xanh non chuối này, bát xanh non chuối này, anh em trong khu vực phía Nam hay chơi này. Rồi, bát như thế này. Và đây là hàng hóa thì anh em phải lo nhé, vì nhà mình hàng hóa loại sẵn cho anh em chơi. Đây, bát nhà mình này, nó là cũng sẵn này, các loại luôn này, từng kho bên này, từng kho mình để này. Nên anh em mua hàng cái alo nhà mình thì có rất nhiều loại bát và giá cả thì nó cũng có từng theo từng loại. Còn anh em mà không có cần những loại khác thì có thể đặt hàng. Đây là những mẫu bát xanh này, nhựa xanh này, xanh non chuối này, bát bát trắng này. Đây là những màn hình bát này. Rất nhiều các bạn nhé, yên tâm, không phải lo về hàng hóa. Anh em mua hàng cứ đến những cơ sở uy tín này, Bệ Trôn này, Trôn Bộ Phạm này. Và đây là, đây cũng là bát nguyên cho mình luôn này. Đây, đây nhá, đây là đủ cả luôn này, sạc này, sạc của nó này, sạc đi theo bát này. Đây, bát cũng bát nhựa luôn. Bát hoa hải dương, đủ các loại. Anh em mua hàng thì alo hai số điện thoại 0986 21 4 số 9
và 0989334 số 9 để nhận những sản phẩm uy tín nhá. Đây ở đây là những bộ bầu cua tài xỉu, lắp tài xỉu. Thì bây giờ mình sẽ đi test trực tiếp cho anh em qua vài mẫu chén bát bên nhà mình đang phân phối này. Cái bát thì nó có nhiều loại, bên nhà mình thì có bát khiển và bát tự động. Đây đây là pin nhá, tất cả là nguyên đai nguyên kiện nhá các bạn nhá. Các bạn dở hàng ra này, đây là nguyên đai nguyên kiện này, hàng chất lượng này. À, màn hình của nó này, các bạn đi chơi thì các bạn dùng màn hình thì nó có rất nhiều loại, anh em cần sản phẩm nào thì alo thôi. Đây những cái này là những cái màn hình 1280, nó rất năng động. Ở đây màn hình to tự động mắt xa ngoài 30m. Rồi mình sẽ đi trực tiếp vào test nhá. Anh em quan tâm sản phẩm, bên nhà mình cung cấp rất nhiều sản phẩm đồ chơi cờ bạc như là bầu cua tài xỉu, sóc đĩa, hack game trên điện thoại, kính áp tròng, máy đánh bài. Nhưng mà hôm nay trực tiếp thì mình chỉ test qua về các mẫu bát, còn các video sau thì mình sẽ làm về kính áp tròng và máy đánh bài. Anh em mua hàng đến trực tiếp cửa hàng test hàng và lấy nhá, hoặc là ở xa thì mình sẽ cho kiểm tra hàng, nếu mà anh em tin tưởng mà là khách quen thì anh em sẽ được kiểm tra hàng nhé. Nhận hàng thanh toán tiền. Ok, bây giờ mình sẽ test qua các bạn một vài mẫu này. Khi đi chơi thì các bạn chỉ cần mà cầm cái màn hình như này, nó rất đơn giản. Bây giờ là màn hình tự động nhá. Ví dụ như màn hình này đi, thì các bạn cứ dí thế này là chơi rồi. Ví dụ như một cái bát như thế này. Đây. Bát thì mình kiểm tra luôn cho các bạn này. Bát thì nó là bát không tang này, các bạn bao soi bao kiểm tra luôn nhé. Ok này, bao soi hàng bao kiểm tra luôn này, trong veo luôn nhá. Bao kiểm tra luôn, không có một cái gì luôn. Khi các bạn mua hàng thì cứ có cái tem bảo hành này. Đây các bạn là mình sẽ đổi trả hàng cho các bạn nhé. Cứ có tem là mình sẽ đổi trả, kiểm tra hàng thoải mái, nhưng phải giữ lại tem cho mình. Ok. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi test trực tiếp nhé. Ví dụ mình đi chơi như này, màn thì màn tự động nhá, các bạn cứ thế này là chơi này. Đấy, đây là bát khiển này. Như chưa? Ba trắng chưa? Ba trắng chưa? Mình xong rồi. Khi làm ai sóc cũng được, các bạn cứ đứng khoảng cách xa 20m. Ví dụ ai sóc cũng được thì các bạn chỉ cần bấm cái nút này là chơi rồi. Còn đây là bát khiển. Đấy, các bạn bấm là chơi này, đấy. Còn nếu mà bạn muốn chơi xa hơn, màn tốt hơn thì bạn cứ dùng cái màn này. Đấy, các bạn bấm là chơi. Ba trắng chưa? Rõ chưa? Đấy, mình xong luôn nhá. Ok này, ví dụ như này, đây mình bấm này. Đấy. Bốn trắng này. Ok. Đấy là bạn bắt tự động và đấy là bắt khiển. Còn mình sẽ thử qua một vài bắt mẫu bắt tự động này. Đây như kiểu bắt này là gọi là bắt tự động này. Bắt tự động thì mình cứ sóc vào là chơi này. Đấy. Sóc đôi này. 100% sóc đôi chưa? Mình sóc tiếp này. Đây mình để đây cho các bạn dễ nhìn nhá. Soi thì nhìn thấy không? Mình sóc này. Sóc đôi này, rõ 100% này. Đấy là các bạn muốn chơi loại này. Còn nếu các bạn muốn năng động thì mà chơi gần thì các bạn chỉ dùng loại này cũng được. Rồi. Ok chưa? 100% chưa? Đấy. Hàng hóa thì các bạn yên tâm về sản phẩm đi. Đây, mình thử thêm một vài mẫu. Đây là chén, đây là bát APT này. Đây, các bạn nhìn này, rõ luôn này. Đấy, nhìn tay mình chưa? Ok chưa? Đảm bảo là hàng chất lượng nhá. Quân màu, quân gì thì nhìn được hết. Ok. Đây là bát hoa hải dương này. Đây là bát khiển. Đấy. Bát khiển thì mình bấm khiển nó sẽ lên. Ok chưa? Ba trắng. Ok, rõ như một một luôn. Đây cũng vậy. Đây. Ba trắng này. Đây các bạn có nhìn rõ mà, rõ chưa? Đấy. Sắp đôi này. Ok, mình thử qua bát. Bát xanh này, bát xanh nó chuối đi. Ok, sắp đôi này, mình sóc à. Bát trắng. Nếu mà các bạn muốn đi chơi, đây mình kiểm tra bát các bạn nha. Bát nhà mình hàng là đảm bảo chất lượng cho các bạn yên tâm 100% luôn đi.
Đây, mình kiểm tra luôn này các bạn, bao soi bao kiểm tra này. Đây, không có một cái gì, không tăng tích gì. Ok chưa? Có thể bắt xa từ 20 mét đổ đi, còn nếu những bạn lấy những cái màn xa, màn tự động này xa thì nó có ngoài 30 mét. Ok chưa? Đây là những, đây là những mẫu bát phổ thông nhà mình, phổ thông là các bạn hay chơi này. Đấy, ví dụ như trong miền trong Sài Gòn thì nó hay chơi bát xanh nón chuối này. Các bạn cứ đến cơ sở nhà mình ở Sài Gòn thì đến bến xe miền Đông hoặc ở Hà Nội thì đến bến xe Mỹ Đình.